Xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay thì cô đã quay trở lại và chúng ta sẽ bắt đầu mùa đầu của cái chuyên đề tiếp theo, một chuyên đề mới nữa. Và xong suốt những cái năm học cấp 1, cấp 2 vừa rồi, chúng ta đã làm quen với một cái dạng kiến thức, đó là tập trung liên quan đến hàm số, đúng không? Và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp nối nội dung của phần hàm số này ở trong chương trình của toán lớp 10. Và chuyên đề của chúng ta nghiên cứu ngày hôm nay đó là về chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc 2. Đối với hàm số bậc nhất và hàm số bậc 2 này thì chúng ta đã thực hiện trong phần chương trình của toán lớp 9. Thực chất thì hàm số bậc nhất này chính là một đường thẳng và hàm số bậc 2 là đường cong. Và trong nội dung của chuyên đề này nó nằm ở phân bố ở chương số 2, ở trong phần đại số lớp 10 của chúng ta. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn về những cái tính chất của hàm số này, về cách vẽ đồ thị hàm số cũng như là một số những cái dạng cơ bản khác nữa, một số cái dạng khác của cái hàm số này. Để trước hết để chúng ta có thể nắm được những cái khái niệm cơ bản nhất thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề ngày hôm nay, đó là đại cương về hàm số và phần số 1. Trong phần này thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách để xử lý những cái trường hợp đặc biệt đầu tiên liên quan đến hàm số, những cái tính chất của nó. Thứ nhất đó là về tìm tập xác định. Thứ hai đó là về xác định những cái sự biến thiên của hàm số và bảng biến thiên. Rồi, đầu tiên thì quan sát cho cô vào trong phần kiến thức cần nhớ. Trong phần này chúng ta sẽ phải nắm được cho cô là thế nào là một tập xác định. Đã nói là tập xác định thì có nghĩa nó phải đảm bảo yếu tố là một tập đã, một tập hợp đã. Và một tập hợp thì chúng ta thấy rằng là cái tập lớn nhất chúng ta đang xét ở đây chính là tập R. Và cái tập hợp hay là còn gọi là tập xác định lúc này nó sẽ là một cái tập con của tập R và có ký hiệu nó là tập D. Thì trong phần đầu tiên là hàm số và tập xác định của hàm số này, chúng ta sẽ có là cho tập D gọi là tập xác định của hàm số. Và ký hiệu ở đây chúng ta sẽ ký hiệu nó là D nhé. Tập xác định của hàm số y bằng fx chính là cái tập hợp mà thỏa mãn tất cả các số thực x. Số thực x có nghĩa là x thuộc R rồi này, sao cho biểu thức y bằng với fx. Ví dụ trước đây chúng ta làm về cái phần tập xác định này, thật ra làm khá nhiều rồi. Tuy nhiên là trong chương trình lớp 10 chúng ta phải đi sâu hơn. Đó chính là cái yếu tố liên quan đến điều kiện của một hàm số mà các em đã thực hiện trong cái phần mình rút gọn ở trong chương trình lớp 9, hoặc là giải các phương trình. Bao giờ chúng ta cũng có cái điều kiện đúng không? Vậy thì từ cái điều kiện đấy thì chúng ta chuyển nó về dưới dạng tập hợp thì chúng ta sẽ chia được cái tập xác định của hàm số này. Ví dụ đơn cử, một ví dụ cơ bản, chẳng hạn như cô có một cái hàm số là 1 trên x trừ 1. Thì nếu như trong chương trình của lớp dưới khi chúng ta giải cái phương trình này nhá, chẳng hạn như là cô có một cái phương trình cộng với 2x đi, được chưa, bằng 0. Nếu như muốn giải phương trình này chúng ta phải đặt điều kiện của nó. Và điều kiện ở đây thì ta sẽ thấy rằng là điều kiện là mẫu số nó phải khác không, nghĩa là x sẽ phải sau 1 đúng không nào? Thì sau này chúng ta mới xử lý tiếp. Phần này thì cái tập xác định này cũng hoàn toàn được biểu diễn được thông qua cái điều kiện này như sau. Thứ nhất là khi x khác 1 này, thì có nghĩa là cái tập hợp chúng ta thấy rằng cái tập x thỏa mãn ở đây chính là cái tập số thực R mà bỏ đi cái giá trị 1 thôi. Hay đưa về cái tập xác định này thì chúng ta sẽ đưa về dạng D bằng với R trừ đi 1. Tức là mọi cái số thực x thuộc vào tập D này thì sẽ thỏa mãn điều kiện để cho cái phương trình này có nghiệm. Đây hay còn gọi là tập xác định. Được chưa? Đấy nhá. Cụ thể nếu như bài này người ta đưa về dưới dạng là fx này bằng 0 này, đấy chính là cái tập xác định của cái hàm số. Để chúng ta nắm được cái khái niệm cơ bản. Phần này thì cũng có trong sách giáo khoa rồi thì cô nhắc lại một lần nữa thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có ví dụ số 1. Để quan sát cho cô phần ví dụ số 1 nhá. Tìm tập xác định của các hàm số sau. Thứ nhất là fx bằng 2 trên 3 trừ x. B, gx bằng căn của x cộng 1 trừ đi 1 trên căn của 2 trừ x. C, hx bằng căn bậc 2 của x cộng 1 trên x bình trừ 5x cộng 6 nhân căn bậc 2 của 4 trừ x. Và chúng ta sẽ lần lượt đi giải quyết từng ý ABC dưới dạng đưa về tìm cái tập xác định này. Như vừa rồi cô còn nói, đến là chúng ta sẽ đi tìm cái điều kiện của nó và từ điều kiện chúng ta sẽ suy ra được cái tập xác định đúng không? Ở đây ta thấy dễ dàng thấy ngay được là mẫu số sẽ phải khác 3. Do đó cái tập xác định của hàm số ở trong ý A này,
ta có ngay d bằng với r gì nữa trừ đi 3. Thế đây chính là cái tập xác định của cái hàm số này. Tiếp theo, gx, gx bằng căn bậc 2 của x cộng 1 trừ đi 1 trên căn bậc 2 của 2 trừ x. Thì nếu như chúng ta chưa thành thạo trong cái việc xác định được cái tập xác định ấy, thì chúng ta có thể viết cái điều kiện nó ra để chúng ta suy tập xác định. Điều kiện ở đây thì sẽ gồm có gì? X cộng 1 sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0 và 2 trừ x sẽ phải lớn hơn 0. Chưa? Do đó, từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng âm 1 và x sẽ nhỏ hơn 2. Từ điều kiện này thì chúng ta suy ra được cái tập xác định là tập D bằng với x lúc này là sẽ thuộc vào trong gì nhỉ? Nửa khoảng từ âm 1 cho đến 2. Như vậy, ta sẽ có là tập xác định D bằng âm 1 cho đến 2. Đây chính là cái điều kiện của chúng ta. Hãy lưu ý nhé. Chuyển sang câu C thì ta có ở trên tử số là căn của x cộng 1, mẫu số là x bình trừ 5x cộng 6 nhân với căn của 4 chữ x. Vậy xử lý điều kiện này thì hoàn toàn chúng ta thấy là đưa về dưới dạng điều kiện cơ bản thôi. Trên tử số thì ta có x sẽ phải cộng 1 này, sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0. Mẫu số này khác 0, do đó là được từng cái số hạng này sẽ phải khác 0. Hay ta có là x bình trừ đi 5x cộng 6 khác 0. Đây, căn này chắc chắn là phải mà chỉ ở lớn hơn 0 rồi. Thì 4 chữ x sẽ lớn hơn 0. Giải điều kiện này ra thì ta có trên tử ở đây là x sẽ phải lớn hơn hoặc bằng âm 1. Ở dưới thì bằng máy tính cho cô nhá, thì chúng ta sẽ thu được là x khác 2 hoặc là x khác 3. Đây. Do cái điều kiện này là khác nhá. Khác này, cho nên ở đây sẽ phải là và cho cô nhá, x khác 2 này và x khác 3. Tiếp. Bên dưới là ta có x sẽ phải nhỏ hơn 4. Như vậy, trong cái điều kiện này nó khá là nhiều các cái giá trị. Thì để chúng ta đưa về được cái tập xác định dễ nhất thì chúng ta hãy lập cho cô cái trục số để chúng ta biểu diễn. Thứ nhất là gồm có các giá trị sau: âm 1, 2, 3 và 4 này. Âm 1 này, 2, 3 và 4. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn như sau. Thứ nhất là x lớn hơn bằng âm 1 thì sử dụng ngoặc vuông. Tiếp theo, x nhỏ hơn 4 sử dụng ngoặc tròn, bỏ hết cái phần không nằm ở trong khoảng nửa khoảng này đi. Và x khác 2, x khác 3. Vậy tại hai vị trí này thì chúng ta thấy rằng là bỏ đi nữa đúng không? Do đó thì khi kết hợp được cái điều kiện này thì ta sẽ suy ra được ngay cái tập xác định của nó. Tập xác định. Trong trường hợp này D sẽ tương ứng bằng nửa khoảng từ âm 1 cho đến 4, bỏ đi giá trị 2 và 3. D bằng này, nửa khoảng từ âm 1 cho đến 4, bỏ đi giá trị 2 và 3. Đây chính là cái giá trị cuối cùng. Này, các em quan sát nhé. Rồi, như vậy là trên đây thì đối với cái phần đi tìm được cái điều kiện xác định, cái tập xác định của cái hàm số này thì lưu ý là chúng ta dựa hoàn toàn vào cái điều kiện. Thế còn một cái giá trị nữa mà các em cần phải quan tâm cho cô đấy là ngoài cái tập xác định là liên quan đến x nhá. Tập xác định là liên quan đến x để sao cho tập hợp tất cả các số thực này thỏa mãn điều kiện y bằng fx. Thì còn có một cái tập nữa gọi là tập giá trị. Cái tập giá trị này chính là cái tập hợp mà thỏa mãn cái điều kiện y nằm gọn ở trong cái khoảng đấy. Hay cụ thể hơn, nói ngắn gọn hơn thì cái tập giá trị chính là cái tập y này mà thôi nhá, y bằng fx này. Và nó được chặn trên chặn dưới bởi hai đầu thì nó sẽ liên quan đến bài toán tìm min max của cái hàm số này. Thì lúc đó chúng ta sẽ gọi cái giới hạn, cái tập hợp mà tạo bởi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số thì được gọi là tập giá trị. Cụ thể chúng ta sẽ có một số cái bài tập liên quan đến phần này. Khi đi sâu phần đấy thì cô sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta. Bây giờ ta sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo.
Nhắc đến hàm số thì chúng ta không thể quên đi cái phần quan trọng đó là liên quan đến cái đồ thị của hàm số đúng không? Mà đồ thị hàm số này thì được đặc trưng bởi cái tính chất là liên quan đến sự đồng biến, nghịch biến của hàm số đó. Cụ thể thì đấy được gọi là cái sự biến thiên của hàm số. Trong phần số 2 chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Nhất là chúng ta nhắc đến sự biến thiên này sẽ có hai loại, nhất là đồng biến và nghịch biến. Trước đây thì đối với các hàm số thì chúng ta mới chỉ nhận định được thông qua đồ thị của nó. Tức là khi mà hàm số đi lên từ trái sang phải thì chúng ta sẽ có hàm số này mang tính chất là đồng biến trên cái khoảng đấy. Còn ngược lại trong trường hợp nó đi xuống từ trái sang phải thì chúng ta sẽ cho nó là hàm số nghịch biến. Tuy nhiên thì lên tới chương trình lớp 10 này thì chúng ta sẽ nắm kỹ hơn vì sao nó lại có cái sự đồng biến, vì sao lại có sự nghịch biến này. Cụ thể như sau. Thứ nhất, đấy là chúng ta sẽ hiểu cái K này là một khoảng. Bởi vì cái khoảng này nó sẽ cho mình biết là trong cái tại cái vị trí khoảng đấy hàm số mang giá trị là đồng biến hay là nghịch biến. Ký hiệu K là một khoảng hoặc là nửa khoảng nào đó của tập R thì trên cái khoảng K đấy thì chúng ta sẽ có đồ thị hàm số như sau. Cô minh họa đây là đồ thị hàm số. Lúc này thì cô lấy hai giá trị bất kỳ x1, x2 tương ứng. Cô lấy x1, x2 tương ứng ở trên đồ thị hàm số này. Sao cho thỏa mãn điều kiện là x1 nhỏ hơn x2. Khi đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái tập giá trị của hàm số này. À, chúng ta sẽ đi tìm cái f của hàm số này tại so sánh cho cô f của x1 và f của x2. Cái f này thực chất chính là việc chúng ta đi gióng đồ thị lên trục OI. Hay cụ thể ở đây cô thể gióng nhanh như sau. Đây chính là giá trị f1, x1. Và tương tự bên trên thì cô sẽ gióng sang, cô thu được giá trị của f x2. Và như lưu ý đây là trục x nhá, đây là trục y nhá. Khi đó thì chúng ta thấy ngay được là hoàn toàn giá trị của f(x1) đúng không? Sẽ nhỏ hơn giá trị của f(x2). Vậy trong cái trường hợp mà nó cùng dấu như thế này thì chúng ta sẽ gọi hàm số này là hàm số đồng biến đi lên từ trái sang phải. Đây chính là cái tính chất của hàm số đồng biến. Hàm số được gọi là đồng biến hay gọi là tăng, hàm số tăng trên cái khoảng K này, trên cái tập K này. Nếu như với mọi giá trị x1, x2 thuộc vào K mà sao cho thỏa mãn điều kiện x1 nhỏ hơn x2 thì ta luôn thu được là f(x1) nhỏ hơn f(x2). Đây chính là điều kiện. Thế tương tự như vậy thì đối với cái trường hợp liên quan đến hàm số nghịch biến, chúng ta cũng hoàn toàn xét giống vậy như sau. Cô có đồ thị của hàm số này. Cô có các giá trị x1 và x2 tương ứng và vẫn thỏa mãn điều kiện là f(x1) nhỏ hơn x2. Lúc này thì cô sẽ so sánh cái giá trị f(x1) và f(x2). Thì f(x2) lúc này lại nhỏ hơn f của x1. Cho nên lúc này hàm số này sẽ được gọi là hàm số nghịch biến. Cụ thể chúng ta có kiến thức như sau. Hàm số được gọi là hàm số nghịch biến hay gọi là giảm ở trên cái tập K này. Nếu như với mọi giá trị x1, x2 mà thuộc vào K thì chúng ta luôn luôn có cái điều kiện là khi x1 nhỏ hơn x2 thì f(x1) sẽ lớn hơn f(x2) nha. F(x1) lớn hơn f(x2), tức là nó ngược dấu lại nhau thôi. Vậy có phải là lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được cái tính chất này để giải quyết bài toán hay không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ cụ thể. Chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô phần ví dụ số 2 như sau. Xét tính đồng biến của các hàm số sau. A nhỏ là y bằng x bình cộng 10x cộng 9 ở trên khoảng từ âm 4 cho đến dương vô cùng. Và B, 2 trên x cộng 1 ở trên hai khoảng này. Ở đây cô cho hai ví dụ này để đại diện đặc trưng cho cái hàm đa thức và hàm phân thức. Cụ thể chúng ta sẽ giải quyết, cô sẽ hướng dẫn chúng ta như sau. Thứ nhất là trong trường hợp của ý A. Theo như giả thiết chúng ta đang cần phải đi tìm được là xét xem là giả sử trong cái trường hợp x1 nhỏ hơn x2 thì liệu như cái f sẽ so sánh dấu giữa f(x1) và f(x2) như thế nào. Cụ thể chúng ta sẽ có như sau này. Với mọi giá trị x1, x2 mà thuộc vào trước hết là tập R trước, tức là cái tập xác định. Tập xác định của cái hàm số này trước nhá. Tập xác định của hàm số này trước. Rồi sau đó chúng ta mới xét đến cái từ âm 4 cho đến dương vô cùng sau. Thuộc vào tập xác định, tức là thuộc vào tập R. Và thỏa mãn điều kiện x1 nhỏ x1 này. Hay 2 trước nhá. Khi đó thì chúng ta sẽ có như sau.
đấy là f của x1 trừ đi f của x2. Chúng ta đi xét hiệu này. Và nếu như hiệu này mang giá trị lớn hơn 0 thì có nghĩa f1 lớn hơn f2. Còn hiệu này mang giá trị nhỏ hơn 0 thì f1 sẽ nhỏ hơn f2. Xét f1 trừ đi f2 thì ta sẽ thay giá trị x1, x2 vào phía trên thôi. Ta có x1 bình phương cộng 10, x1 cộng 9 trừ đi x2 bình phương trừ 10 x2 trừ 9. Thu gọn lại thì ta có x1 bình phương trừ x2 bình phương cộng với 10 nhân với x1 trừ đi x2. Và dễ dàng ta đạt được nhân tử chung là x1 trừ đi x2 nhân với x1 cộng x2 cộng 10. Đấy sao chị? Đây chính là biểu diễn. Sau khi chúng ta biểu diễn xong cái giá trị f(x1) trừ đi f(x2). Bây giờ chúng ta sẽ xét cái điều kiện trong cái trường hợp x1 mà nhỏ hơn x2 và thỏa mãn là x1 x2 nằm trong khoảng từ -4 cho đến dương vô cùng nhé. Với mọi x1 suy ra với mọi x1 x2 thuộc vào khoảng từ -4 cho đến dương vô cùng. Vì cái khoảng này cũng hoàn toàn nằm ở trong R rồi. Và x1 nhỏ hơn x2 thì chúng ta nhận xét này. X1 mà nhỏ hơn x2 thì có nghĩa là x1 trừ x2 sẽ mang giá trị nhỏ hơn 0, được chưa? Suy ra x1 trừ đi x2 sẽ nhỏ hơn 0. Rồi. Thì x1 x2 trừ x2 nhỏ hơn 0 rồi. Thế thì cái tập x1 cộng với x2 và cộng với 10 lúc này thì chúng ta thấy rằng là dấu của nó chúng ta không cần phải quan tâm đến dấu này lắm, được chưa? Hoặc là nếu như mà để ý đến dấu thì ta thấy rằng cái giá trị này chắc chắn là nó sẽ nằm trong khoảng là dương lớn hơn 0. Bởi vì khi x1 x2 thuộc vào từ -4 nên dương vô cùng mà, thì giá trị nhỏ nhất của nó là đạt được cận gần với -4 này, cộng 2 lần lại rồi cộng 10 chắc chắn nó vẫn ra giá trị lớn hơn 0. Thì chúng ta sẽ có x1 cộng x2 cộng 10 lớn hơn 0. Đấy. Và do đó thì suy ra f của x1 trừ đi f của x2, được chưa? Mang giá trị sẽ nhỏ hơn 0. Đấy. Mang giá trị nhỏ hơn 0. Và khi nó nhỏ hơn 0 rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ suy ra f của x1 sẽ nhỏ hơn f của x2. Hay có nghĩa là hàm số này là hàm số đồng biến, được chưa? Bởi vì cùng dấu này, cùng dấu. Suy ra hàm số đồng biến. Trên -4 cho đến dương vô cùng. Thì đây là cách để chúng ta xác định xét cái sự đồng biến, nghịch biến của hàm số này. Tương tự như vậy, chúng ta đến với ý B. B làm phân thức thì chúng ta có làm như vậy không? Thì tương tự nhá. Thì ta có này, trước hết là kiểm tra xem cái tập xác định của hàm số này là gì. Tập xác định của hàm số này thì nó không còn là R nữa, mà phải là R trừ đi giá trị gì? -1. Vậy với mọi giá trị x1, x2 thuộc vào R trừ đi -1. Được. Và x1 khác x2. Lúc này chúng ta cũng đi xét giá trị f của x1 trừ đi f của x2. Đấy. Thì tương tự thì ta có 2 trên x1 cộng 1 trừ đi 2 trên x2 cộng 1. Và tương ứng bằng nhân chéo lên nhá. Nhân chéo lên thì ta sẽ thu được là 2 lần x2 cộng 2 trừ đi 2 lần x1, tức là quy đồng lên đấy. Trừ 2 mẫu số là x1 cộng 1 nhân với x2 cộng 1. Và ở đây thì chúng ta thu gọn lại. Trên tử số sẽ thu được là x2 trừ đi x1 chia cho x1 cộng 1 nhân với x2 cộng 1. Đã xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận xét cái biểu thức này. Ta có cái khoảng ta đang cần xét là trên âm vô cùng cho đến âm 1. Như vậy, trước hết ta có với mọi giá trị x1, x2 mà thuộc vào âm vô cùng cho đến âm 1.
và thỏa mãn điều kiện là x1 nhỏ hơn x2. Khi đó thì chúng ta đưa về nhận xét tử số và mẫu số trong trường hợp này. Từ đây thì ta sẽ suy ra. Lúc này khi x1 mà nhỏ hơn x2, thế thì x2 trừ đi x1 chắc chắn phải mang giá trị gì? Lớn hơn 0. Rồi, phần dưới ta có x1 cộng với 1 thì sao? À, x1 cộng 1 lúc này vẫn mang giá trị là nhỏ hơn 0. Bởi vì do x1 x2 hoàn toàn nằm ở trong khoảng từ âm cùng cho đến âm 1 nhá. Thì lấy ví dụ luôn, chúng ta có thể lấy luôn một cái giá trị là âm 2 nằm trong khoảng này. Thì âm 2 mà cộng với 1 chắc chắn là vẫn nhỏ hơn 0 rồi. Tương tự như vậy, x2 cộng 1 cũng nhỏ hơn 0. Và do đó thì chúng ta có là cái f của x1 trừ đi fx2. Âm mà nhân với âm thì sẽ ra dương. Được chưa? Âm nhân âm thì sẽ ra dương này. Và dương mà chia dương thì sẽ ra dương. Vậy fx1 lớn hơn fx1 trừ đi fx2 lớn hơn 0. Và tương tự suy ra fx1 lớn hơn fx2. À, lúc này ta thấy được cái dấu này ngược dấu nhau rồi. Vậy có nghĩa hàm số này là hàm số nghịch biến. Suy ra hàm số nghịch biến. Nghịch biến ở trên khoảng từ âm vô cùng cho đến âm 1. Đấy, âm vô cùng đến âm 1. Như vậy là chúng ta xét xong được một khoảng và khoảng thứ 2 thì chúng ta cũng xét tương tự nhé. Hai nữa thì chúng ta cũng xét là với mọi giá trị x1, x2 cũng thuộc vào khoảng từ âm 1 cho đến dương vô cùng. Và với điều kiện là x1 cũng nhỏ hơn x2. Đấy, x1 nhỏ hơn x2. Như đây. Rồi, tiếp theo thì ta có đây. Xét lần lượt các điều kiện thì ta sẽ thấy là x2 trừ đi 1 vẫn mang giá trị lớn hơn 0. Tiếp này, x1 cộng với 1 thì sao? X1 mà cộng với 1 trong cái trường hợp này nó sẽ mang giá trị lớn hơn 0. Và x2 cộng 1 tương tự cũng vậy. Xong. Do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là dương mà chia cho dương thì cũng sẽ mang giá trị dương. Vậy f của x1 trừ đi fx2 cũng sẽ lớn hơn 0. Hay tương đương với tương ứng với fx1 lớn hơn fx2. Và hàm số này cũng sẽ nghịch biến trên khoảng từ âm 1 cho đến dương vô cùng. Đây chính là cách để chúng ta xác định được cái sự đồng biến nghịch biến thông qua việc đi xét cái hiệu. Ngoài cách này ra thì cô có thể hướng dẫn chúng ta thêm một cách nữa nhá. Đấy là trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có cái hàm phân thức như thế này. Thì hoàn toàn nếu như trong trường hợp mà ta có là f của x1 đấy mà lớn hơn fx2 đúng không? Ví dụ thôi, ví dụ đơn cử như này. Thì ta thấy rằng là cái fx2 này nếu như thỏa mãn điều kiện nó khác không rồi thì hoàn toàn chúng ta có thể đi kiểm tra xét cái điều kiện là f của x1 trên fx2 so sánh như thế nào với 1. Đấy, để chúng ta kiểm tra xem là nếu như trong trường hợp nó lớn hơn 1 thì có nghĩa cái hàm số này là trường hợp nghịch biến, còn nhỏ hơn 1 thì sẽ là đồng biến, được chưa? Đấy là cách để chúng ta xử lý nhá. Ví dụ cụ thể trong bài này thì chúng ta có thể xét luôn trực tiếp, rất là hay đối với ý B. Chúng ta có thể sử dụng cái cách này cho cô nhá. Cái cách này cụ thể thì chúng ta làm tương tự giống như phần trên, chỉ thay mỗi cái giá trị nào. Thay vì việc chúng ta xét f của x1 trừ fx2, chúng ta sẽ xét tỷ lệ fx1 trên fx2 và so sánh tỷ lệ đấy trong cái trường hợp thỏa mãn điều kiện như thế này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung cụ thể của phần tiếp theo. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần liên quan đến bảng biến thiên. Đây là một cái khái niệm mới mà trong chương trình của lớp 10 chúng ta mới tiếp cận. Còn đối với chương trình của lớp 9 chúng ta mới chỉ làm quen đối với cái trục số mà thôi, đúng không? Và bảng biến thiên này thì mô tả bảng biến thiên cô sẽ có cái hình ảnh mô tả như sau. Thì thông qua bảng biến thiên này cô sẽ giải thích một số cái ý nghĩa của bảng biến thiên đem lại cho chúng ta.
Cô có hàm số fx có bảng biến thiên như sau. Bảng biến thiên này minh họa chính xác cái hình dáng đồ thị của hàm số. Tức là trong bảng biến thiên gồm có hai phần. Thứ nhất là phần liên quan đến giá trị x. Thứ hai là fx. Fx thì gồm có những cái giá trị, nhất là cái phần đầu tiên là đạt giá trị nhỏ nhất, tức là trên cái trục số của mình nhá. Thì ta sẽ có trục là R, và cái giá trị mà xa vô tận được gọi là âm vô cùng. Giá trị mà kéo dài ở phần dương thì người ta sẽ gọi là dương vô cùng. Trên trục số này thì gồm có những cái giá trị đặc biệt là 0, 1 là giá trị của x. Tương ứng đối với 0 và 1 sẽ có lần lượt các giá trị liên quan đến fx. Và cụ thể ở đây, chiều mũi tên đi lên biểu thị cho tính chất của hàm số đang đồng biến. Mũi tên đi xuống biểu thị cho tính chất hàm số nghịch biến. Và nếu như minh họa cụ thể đối với hình dáng của đồ thị này thì chúng ta có thể minh họa nhỏ như sau. Thì đây chính là hình dáng của đồ thị hàm số. Nếu như trong trường hợp yêu cầu là vẽ đồ thị hàm số thì sau này chúng ta sẽ học những cái bài toán liên quan đến vẽ hình dáng của đồ thị hàm số như thế này. Còn trước hết chúng ta chỉ tập trung cho cô vào nghiên cứu cái tính chất thông qua cái bảng biến thiên này thôi. Đấy, như vậy thì cô nhắc lại này. Hàm số này sẽ là đồng biến ở trên cái khoảng liên quan đến x, tức là từ âm vô cùng cho đến 0, và trên từ 1 đến dương vô cùng. Thì ta thấy rằng mũi tên của nó đều đi lên, như vậy hàm số lại đồng biến. Và nghịch biến ở trong trường hợp gióng lên, ta thấy khoảng này chính là khoảng 0, 1. Nhớ nhá, đồng biến trên cái khoảng nào thì khoảng đấy nó phải là cái giá trị của x. Đấy, tránh cái trường hợp bị nhầm với giá trị ở bên dưới này là 2 đến âm 2 là sai nhá. Đây là tập giá trị bên dưới, tập giá trị, còn bên trên là tập xác định. Đấy, các điều kiện bên trên là xác định. Rồi, hàm số fx nghịch biến ở trên cái khoảng 0, 1. Thì đây chính là dựa bảng biến thiên này, chúng ta suy ra được ngay cái tính chất đồng biến nghịch biến này. Cụ thể, đối với từng khoảng này thì chúng ta sẽ xét cái sự đồng biến nghịch biến thông qua bài toán như vừa rồi để chúng ta xem đồng biến hay nghịch biến. Sau này khi lên tới chương trình lớp 1 thì chúng ta có cái công cụ đơn giản hơn, dễ dàng hơn trong việc xác định cái tính đồng biến nghịch biến này, mà chúng ta không cần phải đi xét đến cái giá trị khi x1 nhỏ hơn x2, f1 nhỏ hơn f2 nữa, vân vân. Đấy, thì lên đến lớp 11 thì chúng ta sẽ tập trung vào cái công cụ đấy sau. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô phần ví dụ số 3. Xét sự biến thiên của hàm số ở trên các khoảng đã chỉ ra và lập bảng biến thiên. Rồi, ở trên đây chúng ta có hai hàm số ở ý A và ý B. Thì tương tự chúng ta sẽ thực hiện giống như bài vừa rồi đối với các ý A và B. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách lập bảng biến thiên. Và chúng ta sẽ dừng video lại để chúng ta biểu diễn, kiểm tra xem là cái tính đồng biến, nghịch biến của hàm số này như thế nào. Như vậy, sau khi chúng ta đã xét xong cái sự đồng biến, nghịch biến của hàm số này ở trên khoảng từ 2 tới dương vô cùng, thì ta sẽ thấy rằng là thu được cái kết quả trong cái trường hợp mà x1 nhỏ hơn x2 và x1 x2 thuộc vào 2 đến dương vô cùng. Cái biểu thức ở phía trên đây, ta có là x1 trừ x2 luôn luôn nhỏ hơn 0 nhá, luôn luôn nhỏ hơn 0. Và 4 trừ x1 trừ x2 cũng sẽ mang giá trị nhỏ hơn 0. Do đó cái hiệu y của x1 trừ đi y x2 sẽ mang giá trị lớn hơn 0, bởi vì âm nhân âm thì sẽ ra dương. Hay có thể nói là hàm số này là hàm số nghịch biến ở trên khoảng từ 2 tới dương vô cùng. Và do đó chúng ta có bảng biến thiên. Bảng biến thiên thì chúng ta chỉ cần lập trên cái khoảng này thôi. Cô có các giá trị như sau. Thứ nhất là x, thứ hai là y. Trên trục số này thì cô có dương vô cùng, âm vô cùng và dương vô cùng này. Khoảng ở đây chúng ta đang xét là 2, như vậy cô viết 2. Và bởi vì chúng ta chỉ xét trên khoảng từ 2 tới dương vô cùng thôi, cho nên cái giá trị bên dưới này chúng ta sẽ vạch bỏ đi. Chúng ta sẽ gạch bỏ. Và tiếp theo này, hàm số này nghịch biến ở trên khoảng này thì chúng ta sẽ sử dụng mũi tên kéo xuống. Nghịch biến thì giá trị cuối cùng khi mà x đạt ở dương vô cùng ấy, thì y lúc này nó sẽ đạt được giá trị cho cô là âm vô cùng. Nhá, âm vô cùng, kéo xuống mà. Còn cụ thể vì sao lại có cái giá trị này thì sau này khi lên lớp 11 thì chúng ta sẽ có trong cái phần sau. Tại vị trí y bằng x bằng 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra cho cô xem là y đạt được giá trị bằng bao nhiêu. Thì thay giá trị này vào trong cái hàm số y
thì ta có này, 4 x 2 như vậy là 8. 8 mà trừ đi 4, bởi vì 2 bình, thì chúng ta sẽ thu được kết quả là bằng 4. Đây, tại vị trí này nhá. Đây, đạt được tại vị trí đúng là x bằng 2 đây luôn. Thì y tương ứng sẽ bằng 4. Đây chính là cái bảng biến thiên của chúng ta. Và lưu ý rằng khi cái bảng biến thiên này chúng ta hoàn toàn dựa vào cái việc chúng ta đi xét cái tính đồng biến, nghịch biến của hàm số để chúng ta có được bảng biến thiên này nhá. Rồi, cụ thể thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần ý B. Ý B thì ta có tương tự này, hàm số này cái dạng là y bằng căn của x trừ 4 cộng với căn của x cộng 1. Thì khi xét cái hàm số này thì các em cũng xét cho cô cái hiệu, xét cho cô hiệu. Và chúng ta sẽ nhận xét nhanh, cô sẽ viết nhanh thôi. Còn đâu cụ thể chúng ta có thể trình bày giống như phần cô hướng dẫn ở đây nhá. Đây cô sẽ viết nhanh cái phần B này để chúng ta thấy được cái sự đồng biến nghịch biến. Cô có là nếu như trong cái trường hợp này x1 này mà và x2 thuộc vào cái khoảng là từ 4. Cái phần trên là cô không viết lại nữa nhá. Đến giờ vô cùng nhá. Và x1 lúc này sẽ nhỏ hơn x2 ấy. Thì cô có y của x1 mà trừ đi y của x2. Đúng không? Sẽ tương ứng bằng này. Căn của x1 trừ 4 cộng căn của x1 cộng 1 trừ đi căn của x2 trừ 4 trừ đi tiếp căn của x1 x2 cộng 1. Đấy. Bây giờ chúng ta nhận xét ở cái hàm này thì khá là khó khăn trong việc là nhận xét. Tuy nhiên rằng nếu như chúng ta để ý vào cái tính chất về x1, x2 thuộc vào từ 4 đến dương vô cùng thì chúng ta hoàn toàn nhận xét được mà thôi. Thứ nhất này, khi x1, x2 thuộc vào 4 đến dương vô cùng thì chúng ta cũng thấy và thỏa mãn điều kiện x1 nhỏ hơn x2 nhá. Thì chắc chắn rằng từng cái căn này, giá trị trong căn này nó sẽ lớn hơn không rồi. Được chưa? Và chúng ta sẽ có là cái căn của x1 trừ đi 4 chắc chắn sẽ là lớn hơn căn nhỏ hơn căn của x2 trừ đi 4. Đấy. Chúng ta so sánh các căn với nhau. Tiếp này, căn của x1 cộng 1 so sánh với căn của y x2 trừ đi 1 cộng với 1 nha, cô xin lỗi. Rồi, thì chúng ta thấy nó cũng sẽ nhỏ hơn. Được chưa? Đấy. Và do đó thì chúng ta sẽ đưa nó về xét là ghép hai cái cụm này vào với nhau. Thì ta có căn của x1 trừ 4 trừ đi căn của x2 trừ 4 sẽ mang giá trị nhỏ hơn không? Đó. Và tương tự như vậy thì ta có là căn của x1 cộng 1 trừ đi căn của x2 cộng 1 cũng sẽ mang giá trị nhỏ hơn không? Vậy tổng của hai cái số mà cùng nhỏ hơn không này chắc chắn sẽ mang giá trị nhỏ hơn không mà thôi. Hay là cái y của x1 trừ đi y của x2 này cũng sẽ nhỏ hơn không? Và như vậy là cùng dấu thôi. Cùng dấu thì có nghĩa là hàm số này sẽ là hàm số đồng biến ở trên khoảng từ 4 cho đến dương vô cùng. Và lúc đó chúng ta cũng lập cho cô cái bảng biến thiên tương ứng với cái trục bên trên này sẽ là có giá trị đặc biệt x là 4. Được chưa? Và chúng ta thay số vào chúng ta cũng sẽ ra được cho cô cái giá trị y tương ứng trong trường hợp mà thay 4 vào trong cái hàm số này nhá. Đấy, thì chúng ta cũng có. Chúng ta chuyển sang phần ví dụ số 4. Ví dụ số 4 cô có đề bài như sau. Tìm M đề hàm số ý A là có tập xác định D bằng từ âm 1 cho đến dương vô cùng. Ý B là cái hàm số này có tập xác định là D bằng R. Đây là bài toán liên quan đến tham số. Bài toán này không phải là đơn giản. Đấy. Tuy nhiên chúng ta đều có cái cách để chúng ta xử lý bài toán này. Đối với phần liên quan đến tập xác định thì như chúng ta đã nắm được ở phần trước, đó là liên quan đến việc đi tìm điều kiện, đúng không? Vậy đối với ý A này thì cái điều kiện xuất hiện ở đâu? Nằm ở trong, hoàn toàn ở trong cái căn này. Muốn tìm được cái điều kiện liên quan đến x, chúng ta sẽ phải biểu diễn được cái điều kiện ở dưới dấu căn của hàm số, của biểu thức ở dưới dấu căn, đưa về điều kiện của x. Và từ đó chúng ta nhận xét theo như cái tập xác định đây. Cụ thể cô sẽ hướng dẫn như sau. Nhất ý A này, trước hết chúng ta thấy rằng là biểu thức ở dưới dấu căn là 3x trừ đi 2m cộng 1. Như vậy thì ta có 3x điều kiện trừ đi 2m cộng 1, đúng không? Sẽ phải mang giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta sẽ biểu diễn giá trị của x
ở vế trái và toàn bộ những giá trị liên quan đến M chuyển sang vế phải. Khi đó thì cô sẽ có x tương ứng sẽ lớn hơn hoặc bằng 2m trừ 1 trên 3. Và để cho cái tập xác định này là d bằng âm 1 cho đến dương vô cùng, có nghĩa là giá trị x này sẽ phải lớn hơn hoặc bằng âm 1. Đây. Để tập xác định d bằng nửa khoảng từ âm 1 cho tới dương vô cùng thì có nghĩa chúng ta sẽ phải suy ra được là x sẽ phải lớn hơn hoặc bằng âm 1. Mà kết hợp từ cái điều số 1 và điều số 2 này thì hoàn toàn chúng ta suy ra được ngay. Đó là 2m trừ 1 trên 3 sẽ bằng với âm 1. Bằng với âm 1 nhá. Thế còn trong trường hợp nếu như ở đây, nếu như ở phía dưới này mà chúng ta có là lớn hơn âm 1 này, không có cái dấu bằng này nhá, mà dấu ngoặc tròn nhá, thì chúng ta sẽ có 2m trừ 1 trên 3 ấy sẽ lớn hơn âm 1 thôi, chứ không có cái dấu bằng này nữa. Nhưng ở đây ta thấy là có xuất hiện dấu bằng, cho nên đồng thời giá trị nó phải có dấu bằng ở trong trường hợp này. Đấy. Thế ra thì ta sẽ có thu được này là 2m sẽ bằng với 2m trừ 1 này bằng với âm 4 và tương ứng m sẽ bằng âm 3/2. Đây chính là cái điều kiện của m. Kết luận vậy m bằng âm 3/2 thì tập xác định d bằng âm 1 cho tới dương vô cùng. Ngoài cái này ra thì chúng ta cũng nhớ rằng là nếu như trong trường hợp cái phần phía trên này nó không phải dương vô cùng mà là một số khác thì chúng ta cũng tương ứng đưa vào cái điều kiện giống như vậy nhé. Nào chuyển sang cho cô phần ý B. Ý B thì ta có như sau. À, hàm số này để nó có tập xác định là R thì có nghĩa là cái mẫu số của nó sẽ phải mang giá trị khắc không, tức là luôn đúng ấy, luôn đúng. Cái biểu thức gì mẫu số luôn đúng là luôn luôn khắc không. Vậy để có được cái điều này thì chúng ta thấy là nó có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nó luôn âm hoặc thứ hai là luôn dương. Và mẫu số ở trong trường này ta thấy là nó một cái hàm số bậc 2. Hàm số bậc 2. Và để cho cái hàm số bậc 2 này thì chắc chắn rằng là nếu như xét thì ta sẽ xét được là cái mẫu số này nó sẽ luôn dương. Thì khi đó chúng ta sẽ suy ra được luôn dương hoặc luôn âm nhá. Luôn dương bởi vì theo cái hệ số của kia là hệ số của x bình ấy. Ngày trước chúng ta đã học trong chương trình lớp 9. Thì hệ số của x bình này nó mà dương ấy thì cả cái hàm số này nó sẽ dương thôi. Ý B. Đấy, thì ta có này. Điều kiện là x bình trừ đi 4x cộng m trừ 5 sẽ phải khác không? Đấy, sẽ khác không? Rồi, do đó thì ở đây chúng ta có thể biểu diễn thêm là để hàm số này có tập xác định là D bằng R thì ta sẽ kiểm tra cái điều kiện của hàm số bên dưới. Để hàm số có tập xác định D bằng R thì ta có này. Để cái hàm số này có tập xác định là D bằng R thì có nghĩa là ta sẽ thấy rằng cái mẫu số này nó sẽ phải khác không, đúng không? Mà mẫu số này khác không thì đồng nghĩa với việc là cái phương trình x bình trừ đi 4x cộng m trừ 5 bằng 0 sẽ phải vô nghĩa. Đấy, nó sẽ phải vô nghĩa. Tức là không có giá trị thỏa mãn đấy, không có giá trị x thỏa mãn. Thì lúc này nó sẽ thỏa mãn điều kiện ở phía trên là tập xác định D bằng R. Và rất là đơn giản ở đây là đã có cái hàm số bậc 2 rồi, phương trình bậc 2 rồi. Vậy muốn kiểm tra xem vô nghiệm hay không, ta đi xét cái delta. Thì delta trong trường hợp này sẽ bằng gì? Hoặc lấy luôn cho cô delta phẩy nhá. B phẩy bình, như vậy là 2, âm 2 bình phải 4, trừ đi AC, như vậy trừ đi M cộng với 5. Và kết quả ở đây sẽ là 9 trừ M. Và delta phẩy lúc này sẽ phải mang giá trị nhỏ hơn 0. Hay suy ra cho cô được là M lúc này sẽ phải lớn hơn 9. Vậy khi M lớn 9 thì cái hàm số này sẽ có tập xác định là D bằng R. Đó.
Đấy là cái bài toán liên quan đến tham số nhá. Vậy lưu ý cho cô, trong cái dạng này thì khi mà xử lý này thì chúng ta sẽ đưa về biến đổi sao cho xuất hiện theo những cái điều kiện ở đây. Ví dụ bài này nó hỏi là tập xác định D bằng âm 1 cho đến dương vô cùng. Nếu như bài khác người ta cho mình là âm 1 cho đến 2 hoặc là âm 1 cho đến 5 thôi thì sao? Thì lúc này chúng ta lại phải có là cái x này nó sẽ còn phải mang giá trị là nhỏ hơn 5 nữa nhá. Hay có nghĩa là 2m trừ 1 lúc này sẽ trên 3 ấy, sẽ phải nhỏ hơn 5 nữa. Lúc vậy chúng ta lại xét tiếp điều kiện nữa và so sánh điều kiện để xuyên được giá trị của m. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần bài tập về nhà. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã nắm được những nội dung cơ bản. Thứ nhất là về tìm tập xác định của hàm số này. Thứ hai là về cái sự biến thiên của hàm số. Và bài tập về nhà cô giáo chúng ta có hai bài tập như sau. Thứ nhất là bài xác định cái tập xác định của đây. Hai bài này là liên quan đến trắc nghiệm nhá. Phải lưu ý là chúng ta cố gắng làm thật nhanh thôi, cố cho đơn giản thôi, để không có gì khó cả. Đây là hai bài tập đầu tiên. Và sau đó thì chúng ta có một bài tập nữa là bài tập thứ ba như sau. Quan sát cho cô phần bài tập số 3. Bài tập số 3 sẽ liên quan đến cái bảng biến thiên. Cô cho một bảng biến thiên trước và hàm số hx bằng 5 trừ dfx. Hãy xét xem khẳng định nào dưới đây là đúng. Bài này nó khó hơn một chút nhá. Vậy bài này là đặt cái tính tư duy của mình lên cao hơn. Và bạn nào mà thấy rằng là bản thân mình có thể thực hiện được bài này, hãy suy nghĩ và trao đổi với các bạn xung quanh của mình để ra được cái đáp án cuối cùng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.